Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 10 tháng 3, 2018. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam được đánh giá là giàu lên nhanh nhất thế giới. Vụ nộp đơn kiện Formosa, ba giáo dân Nghệ An bị triệu tập. Việt Nam thu hồi dự án lọc hóa dầu Vũng Rô. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam là quốc gia có tốc độ thịnh vượng lên nhanh nhất trên thế giới trong một thập niên qua, theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường New World Wealth. Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng nhanh chóng này là vì Việt Nam nổi lên trở thành trung tâm công xưởng mới của thế giới. Theo báo cáo mới được Visual Capitalist đưa ra từ việc tổng hợp các dữ liệu của New World Wealth, mức độ giàu lên của Việt Nam tăng 210% trong 10 năm kể từ 2007 và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ như vậy trong 10 năm tiếp theo. Vẫn theo báo cáo Wealth Report của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank có trụ sở ở Anh vừa công bố tháng 2 năm nay, thì trong thập niên qua, số những người siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh hơn so với bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới. Việt Nam hiện có 200 cá nhân thuộc thành phần siêu giàu và dự đoán sẽ vẫn dẫn đầu thế giới về sự gia tăng số người siêu giàu, với mức tăng 170% lên tới 540 người vào năm 2026. Tuy nhiên, đi kèm với sự gia tăng nhanh chóng của số người siêu giàu, khoảng cách giàu nghèo cũng tăng mạnh và đang đe dọa tới sự ổn định của Việt Nam. Chính quyền tỉnh Nghệ An gửi giấy triệu tập tới bà Bùi Thị Nhiệm, Nguyễn Thị Sâm và ông Cao Sĩ Hoáng, yêu cầu có mặt tại công an huyện Quỳnh Lưu vào ngày 9 tháng 3 để làm việc liên quan tới vụ án gọi là gây rối trật tự công cộng vào năm 2016. Cuối ngày 9 tháng 3, bà Nguyễn Thị Sâm nói với VOA rằng bà không hiểu vì sao chính quyền lại triệu tập bà liên quan tới vụ việc cách này đã 18 tháng khi bà và các giáo dân nộp đơn kiện vụ ô nhiễm môi trường biển do nhà máy Formosa gây ra năm 2016. Trang Thanh niên Công giáo ngày 9 tháng 3 cho biết, từ 2 năm qua, người dân làng Tân An, giáo xứ Phú Yên trở thành mục tiêu tấn công sách nhiễu của nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An. Báo Nghệ An của nhà nước nói, hôm 3 tháng 10, 2016, Linh Mục Đặng Hữu Nam đã đánh kẽn nhà thờ, mở loa kêu gọi giáo dân kéo lên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã An Hòa trong vụ kiện Formosa. Và vẫn theo báo này, một số đối tượng quá khích đã đánh và giật biển công chức của ông chủ tịch và phó chủ tịch xã. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP ngày 9 tháng 3 cho rằng Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã nhầm lẫn đáng kể khi tính toán biên độ phá giá đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Trước đó, ngày 8 tháng 3, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC công bố kết quả sơ bộ vụ kiện chống bán phá giá đối với tôm Việt Nam mà theo đó tôm Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế 25,39% khi vào thị trường Mỹ. Vụ việc bắt đầu từ năm 2005 khi Cơ quan Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra mức thuế chống bán phá giá đối với 6 nước, trong đó có Việt Nam, dẫn tới các cuộc xem xét hành chính về các mức thuế này. Mặc dù kết quả sơ bộ chưa có hiệu lực, nhưng Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam được báo chí trong nước trích dẫn rằng kết quả này có thể ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ và các giao dịch thương mại giữa đôi bên. Theo Hiệp hội này, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ năm ngoái giảm 7%, còn 659 triệu đô la, trong khi lượng xuất khẩu sang các thị trường khác đều tăng lên. Việt Nam vừa thu hồi dự án lọc hóa dầu Vũng Rô, một dự án trị giá 3,2 triệu đô la do nước ngoài đầu tư tại tỉnh Phú Yên. Hãng tin Reuters ngày 9 tháng 3 cho biết nguyên nhân vì phía chủ đầu tư quyết định tự chấm dứt dự án. Báo Tuổi Trẻ trích lời Giám đốc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Phú Yên cho biết, ban này thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô vì chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Vũng Rô, một liên doanh giữa Anh và Nga, bỏ dự án. Dự án bao gồm một nhà máy lọc dầu có công suất 8 triệu tấn mỗi năm, tổ hợp hóa dầu và cảng biển Bãi Gốc được triển khai trên diện tích 538 hectare đất. Dự án lọc hóa dầu Vũng Rô được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tiên vào tháng 11/2007 với số vốn 1,7 tỷ đô la. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Làng Trầm Mé nằm bên bờ sông Son, nơi điểm cuối của con sông này. Để rồi sông Son ẩn mình trong hang núi Phong Nha, chạy ngược lên thượng nguồn phía Lào. Làng thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Trầm Mé có thể được xem là một trong những ngôi làng cô quản bậc nhất Việt Nam mỗi khi mùa mưa tới. Mọi vận chuyển, lưu thông trong làng chỉ dựa vào chiếc cầu treo nối làng với bên ngoài. Nhưng cầu treo bị nước xoáy sát chân cầu, ít ai dám đi lại trên cầu. Cuối cùng, đò ngang vẫn là phương tiện giao thông chính của làng với bên ngoài. Thì có ở như một cái đảo, thì có ba cái nhánh sông bao bọc. Thì trong đó là vừa rồi nhận được hỗ trợ cho một cái cầu, cầu treo. Nhưng mà đến thời điểm này như thế là vừa rồi có cái bão số 10. Như thế là nó đã sạt lở vào đến tận chân rồi. Vất vả lắm vì là làm ruộng, các cô là làm ruộng cả thôi. Thế còn là một chỉ có làm lúa thế, chứ còn đồng tiền là một ngày, còn ngày thì thu nhập được 10.000, 15.000 là các cô buôn bán đấy ạ. Thế còn là nói về là kinh tế ở đây là khó khăn lắm. Làng có rất ít ruộng và đất đai cằn cỗi. Làm ruộng mất mùa liên miên, trai làng bỏ lên núi tìm gỗ sưa đỏ mong đổi đời. Nhưng nghề tìm gỗ sưa đỏ cũng chẳng khác nghề tìm trầm rừng sâu mấy. Cả trăm người đi, có vài người trúng gỗ. Nhưng trúng gỗ xong rồi cũng chưa chắc đã yên, vì có thể bị tù tội, bị đủ các nguy hiểm. Cuối cùng, nghề nuôi lợn, trồng lúa và buôn bán nhỏ lẻ ở các điểm du lịch vẫn là công việc tạo ra thu nhập chính cho dân làng. Và cũng theo ông trưởng thôn chia sẻ, nhà nào trúng gỗ xưa thì khá một chút, những nhà không trúng gỗ, thu nhập mỗi năm ước chừng 30 triệu đồng và mọi khoản chi tiêu trong năm đều phụ thuộc vào đó. Thu nhập cũng không ăn thua, lúa thì rẻ, nghề làm nóng thì không ăn thua. Một tà được 50-500 ngàn. Mà nói chung về cái mùa hè thì cũng có bán được thu nhập một ngày vài chục nghìn em ạ. À. Còn mùa này, mùa đông này thì không có việc gì ở nhà làm, có nghề gì phụ, cho nên qua đây làm thì một ngày có máy thì được vài chục nghìn, mà không thôi thì em ạ. Có ngày không mở hàng nữa. Xa bệnh viện, xa trường học, xa chợ, nửa đêm lỡ có người bệnh thì phải đi đến 5 cây số đường rừng mới tới trạm y tế xã, và đi gần 30 cây số đường bộ mới tới trạm y tế huyện. Có thể nói rằng người dân trong làng gặp mọi bề khó khăn. Con em đi học, nhất là con em đi học về mùa mưa lũ mà lên khoảng nước mà lên khoảng cửa là 1 mét 1,5 mét là bắt đầu là học sinh là bỏ học đối với các em học sinh ở vùng này. Đời sống thì vất vả rồi, nhưng mà cách sống trở đó là ở đấy là ở giữa ngồi giống như ở trở đảo. Mỗi lần mà phải qua sóng nó phải có thuyền. Khó khăn lắm. Đêm hôm mà giả sử những bập với những hoàn cảnh đau ốm là khó khăn lắm. Không có thuyền treo á. Ở phía dưới từ Phong Nha sang Trầm Mé thì có một cái, chưa có một cái cầu để cho con em đi học, nên cũng mong là các cơ quan rồi chức năng tạo điều kiện cho thôn để cho có con em đi học được dễ dàng. Ước mơ có một chiếc cầu vượt chạy để con cái dễ đến trường, ước mơ trong làng có trạm y tế và ước mơ con em có trường gần để học vẫn là ước mơ muôn thuở của người dân làng Trầm Mé. Vì trường cấp 2 và cấp 3 quá xa nên hiếm có người trong làng học đến đại học. Dường như đã nhiều năm nay, chuyện cơm áo gạo tiền vẫn làm cho người Trầm Mé lẩn quẩn, không còn đủ thời gian và điều kiện để ước mơ xa hơn. Nhiều người trong làng tự ví von ngôi làng của mình là một ngôi làng cổ tích với vẻ đẹp lãng mạn và lạnh lùng, bốn mùa cô quạnh. Nói đến làng Mộc Đồng Kỵ, người ta nghĩ ngay đến làng Mộc Đồng Kỵ nổi tiếng ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Nhưng có một làng Mộc Đồng Kỵ khác mà ở đó, hầu hết các thợ mộc và nghệ nhân đều từng có thâm niên từ vài năm đến vài chục năm làm việc ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh. Tay nghề và tài hoa của họ góp phần không nhỏ vào Đồng Kỵ, Bắc Ninh. Đồng Kỵ mà chúng tôi muốn nói ở đây là làng Mộc Đồng Kỵ thuộc xã Tân Hương, một phiên bản khác của Mộc Đồng Kỵ Bắc Ninh, vừa sống dậy ở Yên Bái sau bao nhiêu năm thoi thóp bởi nạn phá rừng và đất trống đồi trọc. Dân ở đây thì hàng bán thì cho tất cả mọi người sử dụng quanh quanh đây, địa trên địa bàn. Gỗ thì dân thông dụng đây là xoan, lát rồi các gỗ linh tinh, coi như chung là của nguồn, của gốc của Yên Bái mình. Bà con mang gỗ lạt đến thì mình xẻ xong rồi là mình lại đóng đồ để cho bà con nhân dân người ta sử dụng. Thế coi như là còn là những cái đồ này này là đóng lên, nên là coi như cái này vừa kết hợp là đục bằng tay, thế rồi là máy móc kết hợp hai bên. Hiện tại với lượng gỗ ngày càng dồi dào bởi các cánh rừng trồng đã đến mùa khai thác gỗ, hơn 95% diện tích rừng ở huyện Yên Bình là rừng tự trồng theo phương thức nhà nước giao khoán cho người dân tự trồng, khai thác và đóng thuế. Các loại gỗ quý chưa có nhiều, do trước đây chính sách trồng đại trà các loại keo lá tràm để phủ xanh đất trống đồi trọc, làng mỹ nghệ sản xuất ở mức độ dè chừng và khai thác gỗ ván ép như là một cách lấy ngắn nuôi dài. Nó
Nó làm thì nó cứ ở trong xưởng này thì sản xuất thì nó cũng có cái mức khoán, mình khoán chung cho anh em rồi. Còn đi phơi thì mình chở đến nhà nhờ bà con người ta phơi giúp, mình trả tiền cho họ theo đầu khối. Anh em họ bóc thì cũng làm theo đầu khối, tất cả là theo đầu khối hết. Cái sản phẩm này là đầu ra thì tiêu thụ chủ yếu là hàng trong nước nội địa mình. Hàng đi xuất khẩu đi nước ngoài thì cũng có nhưng mà nó ít, chủ yếu là hàng nội địa là nhiều. Một số xưởng thì họ cũng làm, họ xuất khẩu đi ra nước ngoài hoặc bán qua thương lái, nhưng mà như của nhà gia đình thì chủ yếu là để bán nội địa. Tôi là người nùng, thế coi làm gỗ này thì xuất khẩu đi bán ép này, bán này này, xong là lại đưa đến container này, xuất khẩu đi sang các nước Trung Quốc, Đài Loan. Mặc dù sức sản xuất tăng vọt trong vài năm trở lại đây, nhưng vẫn còn một vấn đề nổi cộm, đó là đầu ra cho sản phẩm. Dường như đi khắp đất Yên Bái, Trung Quốc vẫn là khách hàng mạnh nhất của các làng nghề. Đồng Kỵ Tân Hương cũng không tránh được tình trạng này. Hầu hết sản phẩm của làng Mộc đều sản xuất theo đơn đặt hàng của thương gia Trung Quốc. Có những đơn hàng thì người ta, một số đơn hàng thì họ đi Trung Quốc, còn một số thì đi Nhật hoặc Hàn Quốc, nhưng mà như ở thị trường Yên Bái này thì hàng đi Trung Quốc là nhiều hơn. Và bán sản phẩm cho Trung Quốc là một lựa chọn chẳng đặng đừng bởi không tìm ra thị trường mới. Theo kinh nghiệm của các chủ xưởng nơi đây, chơi với Trung Quốc lúc nào cũng như ngồi trên lửa, bởi họ có thể lật kèo bất kỳ giờ nào. Và khi họ lật kèo thì sản phẩm chỉ còn một nước duy nhất là mang đi bán dạo hoặc vứt lăn lóc chờ thời. Hơn bao giờ hết, làng Mộc Đồng Kỵ Tân Hương cần có một thị trường ổn định để có thể phát triển dài lâu. Và bây giờ là bản tin thế giới. Loan báo về các cuộc đàm phán cao cấp giữa Mỹ và Triều Tiên hôm thứ Năm khiến rất nhiều người bất ngờ, dường như kể cả nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ. Hôm 8 tháng 3, khi tin tức về việc giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lan đi, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, người đang công du ở châu Phi, cảnh báo về bất kỳ sự lạc quan nào về một cuộc đàm phán khả dĩ giữa Mỹ và Triều Tiên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nói rằng chúng tôi vẫn còn lâu mới tiến tới được đàm phán. Ông Tillerson khi đó đang công du ở Djibouti vào cuối ngày thứ Năm khi tin tức cho hay Tổng thống Donald Trump đã nhận lời mời của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un để tổ chức các cuộc hội đàm. Ông nói với các phóng viên, Tổng thống Trump luôn sẵn lòng tham gia hội đàm khi thời điểm chín muồi. Và ông Tillerson cho biết, ông đã biết được qua một cuộc điện đàm với ông Trump rằng Tổng thống cảm thấy thời điểm đó đã tới. Kể từ khi các cuộc hội đàm được công bố vào cuối ngày thứ Năm ở Washington, các nhà lập pháp Mỹ và các quan chức Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều hoan nghênh diễn biến này, nhưng cũng có sự thận trọng về một kết quả khả dĩ từ các cuộc đàm phán với nhiều rủi ro. Donald Trump vận động tranh cử Tổng thống dựa trên lời hứa bảo vệ các ngành công nghiệp của Mỹ mà ông nói là chịu cảnh điêu đứng vì hàng nhập khẩu giá rẻ từ nước ngoài. Và lúc chính quyền chuẩn bị thi hành đúng cam kết đó, các đối tác thương mại tuyên bố sẽ trả đũa. Nhóm xuất khẩu của Trung Quốc tăng hơn 1/4 trong 2 tháng đầu năm nay, 14% trong số đó xuất sang Mỹ. Bắc Kinh đã cảnh báo về các mức thuế quan mới. Nó sẽ gây tổn hại cho cả hai bên và Trung Quốc chắc chắn sẽ đưa ra một phản ứng thích đáng và cần thiết. Châu Âu cũng đe dọa các biện pháp đáp trả nhắm vào hàng xuất khẩu của Mỹ. Bà Cecilia, ủy viên thương mại của EU cho biết, sản phẩm thép, có những sản phẩm công nghiệp và có những sản phẩm nông nghiệp và một số loại rượu bourbon chắc chắn nằm trên danh sách này, cũng như các mặt hàng khác như bơ đậu phộng, mạn Việt quất, nước cam. Tổng thống Mỹ nói rằng, ngành thép và nhôm là trọng yếu đối với quốc phòng và do đó thuế quan là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. WTO có thể đối mặt với một quyết định khó khăn, theo lời nhà phân tích Ken Shetland. Các thẩm phán WTO có thể nói rằng theo quyền miễn trừ an ninh quốc gia thì Mỹ có thể được áp thuế, và nếu điều đó xảy ra thì toàn bộ hệ thống coi như không còn giá trị gì nữa, bởi vì cơ bản bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn dưới lý do an ninh quốc gia. Ông Shetland nói rằng nhiều nước đang phát triển, gia nhập WTO hồi năm 1994, hiểu biết rằng thuế nhập khẩu của Mỹ đã có một giới hạn trần nghiêm ngặt, được gọi là thuế suất ràng buộc. Một số nước thích những thỏa thuận này, một số nước không thích một số thỏa thuận này. Bạn chấp nhận những điều mà bình thường bạn sẽ không bao giờ làm để có được một nhượng bộ nhất định. Và một trong những nhượng bộ chính là mức thuế nhập khẩu của Mỹ sẽ bị ràng buộc ở mức khá thấp. Và điều đó đã được các bên nhất trí vào năm 1994. Bây giờ, gần 25 năm sau, nếu Mỹ về cơ bản loại bỏ những giới hạn đó, thì việc này gây nên vấn đề nghiêm trọng.
Châu Âu nói đang điều phối các nỗ lực với các nước khác trên thế giới để chuẩn bị cho thuế nhập khẩu của Mỹ. Bóng ma chiến tranh thương mại đang lớn dần và nhiều người lo sợ tất cả các bên sẽ chịu tổn hại kinh tế. Trong những tuần gần đây, thế giới tập trung chú ý đến sự tự tin mới của Nga về kho vũ khí hạt nhân của họ sau khi Tổng thống Vladimir Putin khoe về 4 hệ thống phóng mà ông cho là được thiết kế để vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Mỹ. Tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu, tướng Curtis Scaparotti phát biểu với các nhà lập pháp ở Washington hôm 8 tháng 3 rằng trên biển, trên bộ, trên không, nói thẳng thắn ra là ở mọi nơi, quân đội Nga ngày càng hiện đại hóa và đang hoạt động ở mức độ chưa từng thấy kể từ thời chiến tranh lạnh. Tướng Curtis nói với các nhà lập pháp rằng Hoa Kỳ không còn lựa chọn nào khác là phải tiếp tục đà tiến để theo cho kịp, trước thực tế là Nga đã tái lập sức mạnh quân sự quy ước của họ, được thể hiện và thử thách tại những nơi như Ukraine và Syria. Ông nói tiếp, xét đà hiện đại hóa và tốc độ phát triển của Nga, và chúng ta biết họ đang làm gì, chúng ta phải duy trì kế hoạch hiện đại hóa mà chúng ta đã đề ra, cốt là để chúng ta duy trì được ưu thế ở những khu vực mà ngày nay chúng ta đang chiếm ưu thế. Nếu không làm như vậy, tôi nghĩ rằng đà tiến của họ sẽ khiến chúng ta chắc chắn bị thách thức ở hầu hết mọi lĩnh vực, xét về mặt quân sự vào khoảng 2025. Ở một số vùng, như Bắc Cực, Nga có thể sẽ đạt được ưu thế áp đảo sớm hơn. Theo tướng Curtis, ông ước tính Moscow có thể kiểm soát các tuyến đường vùng Bắc Cực chỉ trong vòng 2-3 năm tới. Gần 1 triệu người bị mất điện vì cơn bão lần thứ nhì trong mùa đông năm nay, ập tới trong vòng chưa đầy một tuần, trút một lượng tuyết dày đến 60cm xuống khu vực bờ đông của Mỹ. Nhưng trước khi tuyết tan chảy, các nhà dự báo thời tiết đã theo dõi khả năng có một cơn bão tuyết cuối mùa nữa sẽ ập vào khu vực này vào đầu tuần sau. Tuyết rơi dày và đường xá đóng băng đã buộc nhà chức trách phải đóng cửa trường học và hủy hoặc hoãn hàng ngàn chuyến bay khắp khu vực. Tuyết có thể rơi dày đến 45cm ở phía bắc vùng bờ đông, theo cơ quan thời tiết quốc gia. Thống đốc các bang New Jersey và Pennsylvania đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cho phép chính quyền xuất quỹ để hỗ trợ hoạt động phục hồi và tái thiết nếu cần thiết. 2 người được báo cáo thiệt mạng vì cơn bão này. I told President Trump that in our meeting, North Korean leader Kim Jong-un said he is committed to denuclearization. And we need to continue to insist that there be referrals to the ICC. We need to continue to insist this on the setting up of IIIMs, which indeed is what I've now insisted again on Myanmar. 죄송합니다. 잘못했습니다. 저로 인해 상처를 입으셨을 많은 국민 여러분들께 또 도미 Nghiện chất opioid đang tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn tại Hoa Kỳ, với hơn 2 triệu người Mỹ phải phụ thuộc vào các loại thuốc giảm đau, theo các chuyên gia. Giờ đây, loại hình châm cứu cổ truyền của người Hoa đang cung cấp một giải pháp thay thế cho các loại thuốc giảm đau opioid và giúp những người đã nghiện thuốc. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Mỗi mũi kim châm khiến cho David Ramsey giảm bớt cơn đau mãn tính ở lưng và hai chân. David đã sử dụng dịch vụ châm cứu sau thời gian bị lệ thuộc vào những loại thuốc giảm đau vì một cú ngã. Tôi đã dùng Oxycontin, Oxycodone và cả morphine để giảm đau. Kể từ khi bắt đầu điều trị bằng châm cứu, David đã có thể hướng tới một cuộc sống không có những viên thuốc giảm đau opioid. Những gì mà châm cứu mang lại cho tôi, thứ nhất, nó làm giảm mức độ đau đớn. Thứ nhì là một cảm giác nhìn chung khỏe mạnh. Để tìm ra một phương pháp thay thế cho thuốc giảm đau gây nghiện, nhiều bác sĩ đã tìm tới các chuyên gia châm cứu, những người cho rằng kỹ thuật cổ đại từ Trung Hoa là một cách tốt hơn để kiểm soát cơn đau. Chúng ta cần một điều gì khác ngoài các loại thuốc gây nghiện và châm cứu thực sự hiệu nghiệm. Tại trung tâm lo về các vấn đề của cựu chiến binh ở Rhode Island này, châm cứu đang được sử dụng như một hình thức thay thế cho các loại thuốc giảm đau gây nghiện. Cựu chiến binh Harry Garcia đang trải qua một cách điều trị mới để giảm đau nhanh, với kim đặt vào tai trong vài ngày để giúp đối phó cơn đau.
Khả năng đi bộ của tôi đã tốt hơn, tôi có thể chịu đựng nhiều hơn. Vì vậy, tôi tiếp tục làm châm cứu tháng này qua tháng khác. Vị bác sĩ này đang điều trị cho 4 cựu chiến binh mỗi tuần tại trung tâm. Cựu chiến binh có nhiều vấn đề đau đớn hơn so với mọi người nói chung, vì thời gian phục vụ quân ngũ, vì vậy chúng tôi đã tìm kiếm điều gì khác cho họ mà không phải là các dược phẩm gây nghiện. Nhưng một số chuyên gia y tế nghi ngờ liệu châm cứu có hiệu quả hơn các loại thuốc gây nghiện để điều trị chứng đau mãn tính hay không? Có thể có một lượng hiệu ứng giả dược, một phần của phản ứng với châm cứu. Nói vậy nghĩa là nó cũng khá hiệu quả so với việc không điều trị. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, trung bình có 115 người Mỹ chết mỗi ngày do dùng quá liều thuốc giảm đau. Có lẽ châm cứu sẽ là một cách để hạn chế số nạn nhân của cuộc khủng hoảng này trong dài hạn. Danny và Annie Pereza sống tại Brooklyn, New York. Ông ấy là nhân viên cá độ đua ngựa, còn bà ấy là y tá. Họ cưới nhau vào năm 1978 và họ kể về lần hẹn hò đầu tiên của hai người. Bà ấy bắt đầu cất tiếng và tôi nói, nghe này, anh sắp có một bài phát biểu, đến đoạn cuối thì em có thể muốn bỏ về. Tôi bảo rằng em lại hiện thân cho một từ dơ bẩn gồm 4 chữ cái, đó là từ yêu, và nếu chúng ta có chuẩn bị đi đâu thì anh chỉ muốn cùng em bước lên lễ đường, bởi anh quá mệt, quá ốm và đau yếu để làm bất cứ điều quái quỷ gì khác. Và rồi bà ấy quay lại và nói, ôi đương nhiên em sẽ đồng ý làm vợ anh. Thế là sáng hôm sau tôi gọi bà ấy dậy sớm nhất có thể. Ông ấy lúc nào cũng dậy sớm. Để đảm bảo rằng bà ấy không đổi ý, bà ấy đã không đổi ý, và từ đó thì cứ vào lúc 3 giờ sáng ngày 22 tháng 4 hàng năm thì tôi lại gọi cho bà ấy và hỏi, nếu cho em quay ngược thời gian em có thay đổi quyết định không? Và cho tới tận bây giờ câu trả lời vẫn là như vậy. Đúng vậy, tôi đã 25 lần trả lời là không. Em thấy không, vấn đề là anh luôn cảm thấy tội lỗi khi nói câu anh yêu em. Anh thường xuyên nói câu đấy. Anh làm vậy để nhắc em rằng những lời đó dù cách anh nói ra có mộc mạc thô kệch thì cũng xuất phát từ trong trái tim anh. Nó giống như nghe một bài hát hay từ một chiếc radio rẻ vậy. Và thật tuyệt là em vẫn giữ bên mình trên radio đó. Nếu ngày nào mà em không nhận được một lời nhắn đắt ở bếp thì sẽ nghĩ có vấn đề gì không ổn. Bởi ngày nào anh cũng để lại cho em những lời yêu thương vào mỗi sáng. Điều không ổn duy nhất có thể xảy ra đó là anh không tài nào tìm thấy bút của mình. Gửi nàng công chúa của anh, hôm nay ngoài trời mưa lớn lắm. Anh sẽ gọi em vào lúc 11 giờ 20 phút sáng. Nghe giống kiểu một bản tin dự báo thời tiết lãng mạn nhỉ? Và anh yêu em, anh yêu em, anh yêu khi em. Khi người đàn ông hạnh phúc trong hôn nhân thì dù có chuyện gì xảy ra ở chỗ làm hay bất cứ điều gì diễn ra trong ngày, anh ta sẽ luôn tìm thấy chốn bình yên mỗi khi về nhà, nơi mà anh ta luôn biết rằng anh có thể ôm một ai đấy mà không sợ bị gạt tay ra và tống cổ xuống nhà. Lập gia đình giống như là có một chiếc tivi màu vậy, khi đó thì bạn không bao giờ muốn quay trở lại chiếc tivi đen trắng nữa. Danny và Annie sống hạnh phúc bên nhau được 27 năm. Rồi vào tháng 1 năm 2006, Danny được phát hiện mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Một vài tuần sau, Danny và Annie cùng thu âm bài phỏng vấn cuối cùng trong phòng khách của căn hộ tại Brooklyn. Bệnh tật không khiến tôi nản lòng. Nhưng mà bạn biết đấy, cứ nghĩ đến điểm cuối của con đường và ông ấy thì cứ thế đi như một người lính vậy. Em nghe này, ngay cả khi xuống dốc thì chiếc xe chỉ di chuyển khi được đẩy đi. Và em biết không, em là động lực lớn lao của anh. Thỏa thuận là chúng tôi sẽ cố gắng trao cho nhau hy vọng. Không phải hy vọng rằng tôi sẽ sống sót, mà hy vọng rằng bà ấy sẽ ổn sau khi tôi qua đời. Hy vọng mọi người sẽ ở bên bà ấy. Hy vọng bà ấy sẽ gặp và thích một ai đó, rồi bà ấy cưới người đó. Ông ấy luôn lên kế hoạch cho mọi việc, bạn biết đấy. Tôi vẫn đang cố gắng vì điều đó. Bà ấy nói đây là lựa chọn của bà. Bà ấy muốn chỉ mình bà đưa quan tài của tôi đi mà thôi. Tôi đoán là chỉ có cách đấy thôi, bởi vì hồi chúng tôi cưới nhau, tôi hỏi bà ấy là em muốn mấy người anh trai dẫn em lên lễ đường hay là bố em. Bà ấy nói rằng em không biết chọn người nào cả vì không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Thế rồi tôi nói, anh có một giải pháp nhé. Anh dẫn em lên lễ đường, rồi lại đưa em xuống. Và rồi một ngày kia tôi nói, thế thì ai sẽ đi sau linh cữu của anh cùng với em? Bạn biết đấy, để động viên bà ấy. À, thế là bà ấy đáp, không ai cả. Lúc ban đầu chỉ có em đi với anh, thì khi kết thúc sẽ cũng chỉ có anh với em mà thôi. Sẽ đến một ngày nào đó, chúng ta chấp nhận cái chết. Anh thì vẫn chưa sẵn sàng để chết cho lắm. Anh chỉ sẵn sàng khi nào biết chắc em hiểu rằng tình yêu anh dành cho em cho tới thời điểm này vẫn luôn luôn tràn đầy và nó sẽ mãi là như vậy.
Anh luôn nói với em rằng anh chỉ có một món quà mọn dành cho em, đó chính là bản thân anh. Và anh luôn dành chọn cho em. Và nếu có thể làm lại, anh sẽ vẫn làm như vậy. Em có cái thư nhân ngày Valentine ở đấy không? Có đây. Vợ thân yêu của anh, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Nó là ngày chúng ta trao cho nhau tình yêu thương, thứ tình yêu vẫn luôn lớn lên từng ngày sau từng ấy năm. Và giờ chúng ta lại dùng tình yêu đó để vượt qua những thời điểm khó khăn. Gửi em tất cả tình yêu của anh, tất cả năm tháng cuộc đời anh và hơn thế nữa, mừng ngày lễ Valentine. Tôi có thể viết nữa, viết mãi cho bà ấy. Bà khiến cả căn phòng bừng lên vào cái sáng mà bà ấy kêu tôi đặt cả hai tay lên vai bà, để bà ấy đỡ tôi lên. Bà thắp sáng cả cuộc đời tôi, cái đêm bà ấy nói, anh ăn một chút kem nhé, hay là anh uống thêm nước không? Ý tôi là, nó chẳng phải là thứ gì quá lãng mạn để nói ra, nhưng những lời của bà ấy khiến tim tôi rối bời. Trong tâm trí tôi, và sâu trong trái tim này, sẽ không bao giờ có một Annie thứ hai. Một tuần sau khi đoạn phỏng vấn này được ghi âm, nó được phát trên sóng phát thanh của Mỹ, ông Danny đã qua đời đúng hôm đó. Bà Annie đã nhận được hàng ngàn lá thư chia buồn từ khán giả nghe đài. Mỗi ngày, bà ấy lại đọc một bức thư để thay cho những lá thư tình mà Danny, chồng bà, vẫn gửi. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chương trình học tiếng Anh của đài VOA. This is Everyday Grammar. I'm Kaveh. And I'm Lucia. Lucia, we're filming. You should be paying attention. Wait a second. This is a really interesting part. I'm learning so much. But Lucia, we're actually doing something that's really important. Wait a second. I'm almost finished. Okay, you know what? Now you're just making me crazy. Yes, I am. And you know what you just did? You used the causative make. A causative sentence starts with a subject, followed by a causative verb, then an object, and then the simple form of the verb. A common causative in English is make. And you used it when you said, "You're making me crazy." Okay, so you did all of that just to introduce this topic? Sure, because causatives are super important. Causatives express how one actor causes another actor to do something. I know what they are, but now you've just made me upset. That's understandable, because the causative make has a strong meaning. One person makes, or maybe even forces, another person to do something. Kave, come back. Okay, I'm not angry anymore. I'll just make you buy me some coffee later. Okay, you've got a deal. Now you've made me pretty happy. And that's Everyday Grammar. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera. Trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ VOA bạn làm báo avong@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.